Này, đầu óc đi giao hàng thì toàn hàng trong đầu à? Không có não à? Thế bây giờ anh có trả qua xe tôi không? Không. Trả không? Không. Trả. Mày là mẹ tao à? Không. À, bây giờ mày chui hẻo tao á? À, cái con này, chị đánh tôi đấy nhá. À, lấy tao. Mày. Gạch đây. Alo chị ạ. À? Alo. Ừ, chị ơi, em xin đến với ạ. Vâng, chị Thu Nha, dựng lấy hàng với em với ạ. Tôi đang bận, mang lên tầng 14, phòng 1404 giúp tôi nhá. Ơ, ừ, cái gì ạ? Tôi có mang lên không? Hay để tôi hủy hàng nhá? Có thế đâu để nói nhiều. Nhanh lên. Ờ, à, được, à, được, được rồi, chị cứ bình tĩnh. Em mang lên luôn đây ạ. Vâng. Chị ạ. Sao mà lâu thế? À, chị thông cảm, tại em không có cái thẻ em phải chạy bộ lên. Chạy bộ á? Thần kinh à? Chạy bộ 14 tầng. Không sao chị ạ, coi như em đi thể dục thôi mà. À, chị nhận nhanh hộ em đang vội. Của mình hết 505 ạ. Này. Ơ chị ơi, dù có 5.000 cũng phải đâu. Ơ chị. 5.000 cũng phải tiền. Để xe lung tung á. Chết với bố. Anh thì cái xe em để đây không ạ? À, em cảm ơn anh nhá. Mà anh dắt trong dâm cho em chứ không tí nắng đi bảo mông cũng chết. Anh khóa xem ạ. À? Đoán xem. À. Thế có thấy cái biển gì kia không? À. Mắt em cận ạ. Này. Dạ. Đừng có biện minh nhá. Mắt cận cũng phải biết chữ chứ. Đi gần đấy mà không thấy à? Thấy cái biển cấm đỗ xe không hả? À. Thôi anh không cả. Chắc mẹ em đây là vội quá em quên. Thôi anh cho em cái xe rồi em đi về giao nước hàng ạ. Thế à? Vâng. Khôn như cô ấy. Quê tôi xích hết rồi. Lên ban quản lý cả làm việc nhá. Ban quản lý ở đoạn nào ạ? Ông vừa te. Dê ạ? Shipper mà không biết tiếng Anh à? Thế là làm sao ship hàng cho Tây? Là ở chỗ kia. Thấy cái chữ ban quản lý to đùng không hả? À, cái chỗ biển xanh xanh gì đúng không anh? Đúng, ông vừa te. Dạ vâng, để em lên lấy xin. Trên ban quản lý người ta nghỉ hay sao anh ạ? Em không thấy có ai hết. Này. Mấy giờ rồi? 12 giờ ạ. Thì cái giờ trưa người ta đi ăn trưa. Này, đầu óc đi giao hàng thì toàn hàng trong đầu à? Không có não à? Thế mà anh không bảo em từ đầu. Mất công em chạy lên hỏi. Cái gì? Này, cô là mẹ tôi à? Mà tôi phải báo cáo cho cô. Ui giời ơi, giao hàng như này thì chết. Thì em không phải như thế ạ. Thôi có gì anh thông cảm giúp em người làm công với nhau. Anh thư ra cho em nhá. Không được. Tôi nghiêm túc lắm. Luật là luật. Lên ban quản lý làm việc. Không thì đợi họ ăn cơm xong thì làm việc. Thế nhá. Thôi anh ơi, giờ 12 giờ trưa rồi em cũng tiếp nhanh. Người ta chửi em chết.
anh cho em cái xe em về. Luật là luật. Nhưng mà không nói nhiều. Luật là để lách mà. Thấy bắt đầu não quay về một ít rồi đấy. Cũng thông minh đấy. Thế luật mình như nào anh nhỉ? Ôi dồi ôi đấy. Có 5.000 gửi xe thế mà anh dai làm khó em nãy giờ. Tối nay ra là hai anh em không? Đây anh. Cái con điên thần kinh này. Em làm gì anh? Dạ. Mày bị dở à? Mày bị ngộ à? Là 5 led. Cái gì ạ? 5 led đấy mày hiểu chưa? 5 led anh? Chứ còn gì nữa? Khiếp. Gì mà đắt thế? Chèn ép nhau. Người ta đỗ xe mẹt sai chỗ cũng chưa đến 5 led. Đây em có cái xe máy cà tàng cứ thử 5 led. Mày nhìn xung quanh đây có cái mẹt nào không? Mẹt lên Hồ Tây nhá. Ở đây là xe máy 5 led thì có xe. Không thì ấy, chim cút. Anh đừng có mà quá đáng, đừng để tao gọi công an. Ôi bạn ơi, bạn gọi hộ mình cái. Tao lại sợ mày quá cơ. Thôi anh tạo điều kiện giúp em. Xem cái xe về em còn đi ship hàng nữa chứ. Giờ anh em cùng làm công ăn lương với nhau mà anh cứ chèn ép em như thế. Này, mày so sánh tao với mày á? Mày là shipper thì mãi mãi mày chỉ là con shipper thôi. Còn tao đây này, tao là bảo vệ thì cả đời tao là bảo vệ. Nhưng mà ấy, tao có một bà chị là thư ký của RKM. Mày biết RKM không? Rụng thì em không cần biết. Cái quan trọng bây giờ là anh thả cho em cái xe em còn về em ship nốt cái hàng. Anh mà không thả xe cho em gọi công an. Đến người ta bắt anh vì tội giữ xe trái pháp luật đấy. Cái gì? Mày gọi công an á? Mày gọi đi. Tao gọi chị tao xuống. Mày biết chị tao là ai không? Chị tao là sư tử cái vùng này đấy. Sư tử hổ mèo gì tôi không cần biết. Đấy anh gọi, anh gọi đi. Tôi gọi qua cho anh xem. À mày thách tao á? Đúng rồi. Tao gọi cho mày xem. Tôi gọi công an đấy, anh cứ cẩn thận. À, mày tưởng tao sợ mày á? Chị tao xuống ngay bây giờ đây, mày liệu hồn. Thế bây giờ anh có trả qua xe tao không? Không. Trả không? Không. Trả. Mày là mẹ tao à? Không. Được rồi, tôi đi phá khóa xe cho anh xem. Ê, con kia. Này, 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 này. Này, mày làm gì? Đi, đi. Ủa, này. Mày làm gì vậy? Ơ, con điên à? Mày là chị tao mà xuống à? Mày liệu hồn đấy. Làm gì được thì làm luôn đi. Có chuyện gì mà gọi tao rồi đây? Ủa chị đây rồi. Này con shipper này, nó đỗ xe sai quy định. Em làm đúng luật tòa nhà, bây giờ nó còn dọa là báo công an để đánh em. Đúng luật cái gì? Bây giờ anh đưa ra cái luật thế ai mà nghe được? Sao chị đánh em? Tao không đánh mày để đánh ai. Có mỗi cái việc gì thế mà không phải gọi tao xuống đây à? Tao không hiểu tại sao tao có thằng em trai vô dụng như mày đấy. Thấy chưa? Bực thế à? Còn mày nữa. Đã đi ship hàng muộn rồi, còn bây giờ ở đây gây sự đúng không? Mày muốn ăn hờ đúng không? Mày biết tao là ai không? Biết chị tao là ai không? Là thư ký của cái tập đoàn gì giờ đúng không? Là RKM. Này, nếu mà mày biết rồi ấy, khôn hồn, em tao bảo gì thì mày nghe đấy đi. Không phải đừng có trách tao đấy. Đừng có trách chị tao đấy. Nghe cái gì điên à? Chứ hai người tự đưa ra cái luật lệ ở đâu, bắt người ta khác nghe theo. Mày đưa ra luật lệ gì mà nó không chấp nhận? Thì vẫn như bình thường mà chị, 5 led một shot. Ngu, sao mày đào nó như thế? Ôi, sao lại đánh em nữa? Thì bình thường chị vẫn bảo thế rồi chị đỡ cho em mà. Em vẫn làm như thường mà. 1 triệu. Hả? Nốt ra đây 1 triệu. Tụi ta bảo em tao thả xe rồi mày đi ship nhanh lên. 1 triệu á? Tao nói tiếng Việt ta. Chị em các người muốn buộc với nhau à? Hám tiền giống nhau à? Sáng sớm ban mề ban mặt ra cướp của người ta 1 triệu. Sáng sớm thì vòi của shipper 5.000. Bây giờ này, lại tiếp tục 1 triệu đi, 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 đi. Con này, mày nói cái gì? Mày mở mồm ra câu nữa là thế nào? Tao vạ vào mồm mày một câu chứ còn đừng nói trách nhá. Đúng là cái công ty RR này á, có lại thư ký này sắc nghiệp. Ôi à, bây giờ mày chùi ẻo tao á? À, cái con này, chị đánh tôi đấy nhá. À, làm sao? Mày. Gạch đây. Mày hối ạ. Mày nữa. Ủa sao? Cái thằng đó này. Này, mày thằng nào mày túng tay chị tao? Mày nhìn thấy cái gì không? Ông phan cho mày khái bây giờ chứ. Đi ra đằng sau. Đi, để em. Mày. Đây là sếp tao đấy. Ôi, cầm cái mồm vào. Anh nhiều quá.
Tôi đến từ lúc mà cũng đánh người đấy. Em đâu đánh người đâu. Một thư ký hành xử đấy sao? Bọn em đang tập đi đường quyền chứ không đánh người đâu ạ. Em nói thật không? Dạ, đang mang tập đi đường quyền không? Quyền quyền cái gì? Cậu kia mở xe cho tôi. Sao mày mở? Nó có 5 lít cho em mở. Đó. Bỏ mở thì mở đi, nó biết đây là ai không? Chủ tịch của RKM đấy. Mở. Mở. Có thể đánh. Đánh lên. Thế không vòi 500 nghìn nữa à? Anh có phải là chủ tịch của cái giờ gì đây đúng không? Đúng rồi. Tôi chả hiểu anh có con mắt nhìn người như thế nào thuê đúng được cái lại thư ký mà hống hách ngang ngược. Sáng sớm thì vòi người ta 5 nghìn, bây giờ lại xuống lại vòi tiếp 1 triệu nữa. Cái con này. Con là thư ký này có mà sang nghiệp. Cô ạ. Tôi phải xin lỗi cô. Cô cứ về đi. Mọi chuyện để tôi giải quyết cho. Đấy anh xem đang đánh người ta rước cho tay rồi đấy này. Tôi chú Khải ơi, anh về dạy lại thư ký đi. Không cái này á, có ngay công ty sáng nghiệp. Như nhiều của thằng Tao Hiền à? Tao cho cái dép khái chị em nhà mày bây giờ. Ừ. Chỉ có xe đâu. Cắm xe kìa. Rắc việc. Cẩn thận đấy. Thư ký mà to. Anh, sao anh phải xin lỗi con đấy? Nó sai mà. Này. Đúng sai nào ấy? Hai người là biết rõ nhất. Cậu làm bảo vệ mà dám lấy vật công ra mưu lợi cá nhân, lấy tiền bất chính. Từ mai cậu nghỉ việc cho tôi. Ôi anh ơi. Ôi ơi. Anh ơi, em xin anh đừng đuổi việc em trai em ạ. Từ bé đến giờ nó đã không được lanh lỏi, đần độn. Bây giờ mà không làm bảo vệ thì không làm được công việc khác đâu. Em xin anh đừng đuổi việc em trai em ạ. Đần độn. Đần độn mà biết làm khó người khác để thu tiền sao? Còn cô nữa, cô xem lại bản thân của mình đi. Đường đường là một thư ký của RKM mà cãi nhau như chợ búa vậy. Đừng để đến lúc tôi nhìn nhận lại cô thì cái chức thư ký ấy không giữ ở đâu. Dạ. Vâng, em biết rồi ạ. Thế chị bị đuổi việc à? Cầm đồ đi. Tao không hiểu sao tao có thằng em trai vô dụng bất tài như mày nữa. Ốc thì đần độn, không hiểu cái việc gì đến hồn. Tao không biết nữa. Sao nhở? Suốt ngày bị đánh. Ơ, thế em cũng bị đuổi việc à chị? Ơ chị ơi.